Nhưng mà không được rồi Suki ơn à Chúng ta Bắt đầu lại đi Khi biết anh đã kết hôn Và có đứa con trai 4 tuổi Tìm em như muốn ngừng đập lại Nhưng mà sau đó em biết vợ anh đã mất Suki ơn à Chúng ta hãy đối diện với cảm xúc của chính mình đi Bây giờ chúng ta đã biết hết tất cả về nhau rồi anh có thể cùng em vượt qua mọi chuyện được không? Cô là trở ngại quá lớn. Gia đình cô cũng là khó khăn quá lớn. Tôi có thể cố gắng bỏ đi lòng tự trọng của mình để chấp nhận địa vị con gái chủ tịch của cô. Nhưng vì cô đã đính hôn với Chuê Chê Dân thì tôi không thể nào làm trái lương tâm của mình được đâu. Tôi không thể làm cái gì cứ phụ nữ của người khác được đâu. Nhưng rõ ràng anh đã thích em trước khi biết em là ai mà. Em thật sự không hề có tình cảm gì với anh Chê Dân hết. Nếu anh hỏi em là tại sao lại đính hôn đó là vì em đã nghĩ chỉ cần lấy được người yêu mình lại sẽ hạnh phúc nhưng mà bây giờ người em yêu chỉ có một mình anh mà thôi chưa bao giờ em có cảm giác như vậy với bất kỳ một ai hết em biết anh cũng thích em mà em em biết rõ là như vậy tôi không muốn chịu đựng thêm nữa Tôi không chịu nổi một sự tổn thương nào nữa hết Rồi cô sẽ thấy hối hận thôi Cho dù phải hối hận thì em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi Chỉ cần được ở bên cạnh anh chuyện gì em cũng sẽ làm được hết Cô hãy thôi đi Đừng có tới tìm tôi nữa Đừng bao giờ lặp lại chuyện này Tốt nhất là chúng ta Chỉ nên là đồng nghiệp tôi đi trước đi Hay, con về rồi à, con chuẩn bị tới đâu rồi à bên nhượng quyền đã chuẩn bị hết cho con rồi mẹ thì sao chuẩn bị bài thuyết trình chưa ừ mẹ sắp tới sẽ làm chương trình truyền hình đó chương trình thường xuyên luôn hả mẹ ờ à. chắc là người ta mời mẹ là tại vì lần trước con đã làm chương trình cùng với mẹ đó cảm ơn con mẹ không được quên đó nha mẹ biết rồi à Quên nữa cháu cưng của dì sao rồi. <laughs> Hú nè. À, chị gái đi công viên chung với con đẹp lắm hả? Dạ. Yeah. Đẹp. Mẹ à. Mẹ cũng không biết chuyện gì sao? Thấy tò mò thì đi hỏi đi. Được không? Để nó yên đi. Nếu cần nói nó sẽ nói thôi. Chắc chắn nên con đừng có hỏi linh tinh đó. Ừ. <laughs> Khoan đã, Boy. mình có quá đáng lắm không? Ừ, chắc không gì chuyện đó mà bị đuổi việc đâu ha. Bà cô. Alo. Không sao chứ. Sao trăng gì? Cậu không bị khiển trách nặng gì chứ? tự nhiên tôi thấy hơi lo cho nên gọi cho cậu thôi cô là mèo khóc chuột đó hả tại cô tôi sắp bị đuổi việc rồi nè vừa lòng chưa <laughs> bực bội trời ơi, coi kìa cái gì chứ chính cậu ta mới là người nói dối mà rồi bây giờ lại còn nổi giận với mình nữa là sao con người gì mà kỳ vậy nhưng mình không thể đuổi việc con như vậy được chính sư trên đã làm không đúng với thỏa thuận trước mà nhưng mình đúng là ba của nó kia mà Nó nói như vậy thì có gì là sai đâu chứ Dù sao mình cũng không thích nó làm công việc vệ sinh kia mà Em muốn nó làm cho mình vui lòng rồi được tha thứ Chứ không phải bị đuổi vì những lý do không chính đáng như vậy Bộ mình không thấy Con của mình nó đang cố gắng làm cho mình hài lòng hay làm sao Cho nên tôi Muốn dạy nó thêm một số thứ nữa Sao Thì su trên Nó còn phải mạnh mẽ hơn Nó sẽ không chịu để bị đuổi dễ dàng như vậy đâu sao mình chắc như vậy chứ vì nó là con của tôi mà thiệt tình nếu nó thật sự muốn ở lại á nó sẽ có cách Sao tự nhiên con lại uống nhiều vậy? Ờ à, mẹ ơi. À, con muốn uống một chút vì hôm nay con cảm thấy rất vui. Ờ để. Mẹ ơi, mẹ cũng biết con thương mẹ rất nhiều mà phải không? Biết rồi. À, ủa, à, còn chị nữa. Chắc chị cũng biết em thương chị nhiều lắm mà đúng không? À, cảm ơn em. À, cả đời con Kim Hiên The này đã hết lòng yêu thương dân che rất nhiều. Dạ. Nhưng mà dân che thì lại vô cùng xấu xa. Sao cô ấy lại có thể bỏ lại con và bé huynh mà đi như vậy chứ? Đúng không, hả mẹ? Đúng không? Thật xấu xa, dân che. Thật là nhẫn tâm mà. Phải, thật là xấu xa. Đúng vậy, dương che dương che dương che thật là dương che thật là quá những tâm mà sau lại bỏ con dỗ hôn mà đi dương che mẹ hiền thê nhà mình đáng thương quá sốt cao quá chắc con bé bị cảm rồi chắc hôm nay su Kiên không đi làm được đâu dạ không sao đâu con sẽ báo với công ty mà được rồi trợ lý hơ sẽ đảm trách kế hoạch marketing cho chất liệu giải mới mà anh kim hiên theo đang làm dạ còn anh trên kêu sẽ phụ trách báo cáo nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm lều cá nhân lịch của tôi kín hết luôn rồi bộ con tuyển thêm người sao anh than phiền cái gì chứ Đợi thêm thời gian nữa đi Phó phòng định đợi Kim Hiên theo quay lại hả Như vậy cũng tốt mà Cô Su kia bị bệnh Nên hôm nay xin nghỉ rồi Hả Có nghiêm trọng lắm không Cô ấy cảm lạnh thôi à, Không xong rồi Sắp phải làm buổi thuyết trình về chất liệu và thiết kế mới rồi nè Mà cả hai người đều không có mặt là sao Thật là vắng vẻ quá đi Cô Su Bị bệnh nên không thể đi làm được đâu Cô ấy bệnh sao Có chuyện gì xảy ra sao Em và ơn sẽ không gặp nhau nữa. Nên từ nay anh đừng nhắc tới cô ấy trước mặt em. Làm vậy là tốt cho cả hai thôi, có chắc là em phận nữa chứ? Ờ. À, em nghĩ kỹ rồi. cô hãy thôi đi đừng có tới tìm tôi nữa đừng bao giờ lặp lại chuyện này tốt nhất là chúng ta chỉ nên là đồng nghiệp thôi xin chào mọi người từ hôm nay tôi cảm thấy rất hân hạnh được gặp gỡ trò chuyện với mọi người mỗi tuần một lần khi mới nhận được lời mời tham gia chương trình thật sự tôi thấy có hơi lo lắng không biết mình có thể làm tốt công việc này hay không tôi cảm thấy rất vinh dự hy vọng chúng ta hãy trải lòng chia sẻ với nhau thật nhiều tôi sẽ dùng những kinh nghiệm của bản thân mình để chia sẻ từ tận đáy lòng xin cảm ơn rất nhiều Trách móc và quán hận người khác Không giúp ừ. cho chúng ta thoải mái hơn ừ. Nè trên xúc đang nói trên TV kìa Hứa rồi Người vậy đâu mà giỏi quá trời à Lại còn nói chuyện hay nữa chứ ừ. Nhưng tôi tự nhủ phải tính ừ. Và chấp nhận chờ đợi một thời gian dài Cho nên là Mọi ừ. người phải có lòng tin Sự lạc quan Có thể làm mọi thứ tốt <laughs> lên rất nhiều Nếu chúng ta tin tưởng vào một điều tốt đẹp sẽ đến Thì những người xung quanh cũng sẽ dần thay đổi đừng chán ghét bản thân và hãy suy nghĩ tích cực hơn kể từ hôm nay hãy thử thay đổi những suy nghĩ tiêu cực sẽ cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác tôi nghe đây Chị à Chị cũng xem rồi có đúng không Xem cái gì chứ Hồi nãy Có một người nói chuyện trên chương trình truyền hình về gia đình đó Em thấy cô ta rất giống vợ trước của The Ho đó Sao Không phải đâu Lần cuối em gặp cô ta là lúc Suki ra đời Theo em thấy thì Người phụ nữ đó đúng là cô ta rồi Đã nói không phải rồi sao cô cứ nói hoài vậy Nếu không chắc thì đừng có nói năng lung tung nữa con nghe đi mẹ vì con vừa mới gọi vì thấy người phụ nữ đó xuất hiện trên chương trình truyền hình đó có chuyện như vậy hả đó là lý do tại sao mẹ phải làm căng mẹ lo những người quen cũ của cô ta sẽ làm lộ thông tin về gia đình chúng ta con mau tìm cách đi không có chuyện vậy đâu mẹ cô ta sẽ lên truyền hình thường xuyên sẽ càng có nhiều người biết cô ta hơn lên chương trình tv có sức ảnh hưởng rất lớn đó liệu con có thể dừng chuyện này lại được không Ừ trời ơi, Chin Súc sắp được nổi tiếng rồi, thiệt là nở mày nở mặt mà. <laughs> Có chuyện gì hay chứ? Cô ghen tỉ hay sao? Hứ? Con rể của cô ta chỉ là một nhân viên thôi mà. Là nhân viên thì sao chứ? Hiện thay làm ở KP đó. Con trai của tôi là tổng giám đốc của tập đoàn KP, còn đính hôn với con gái của chủ tịch nữa. Chuyện xưa giờ trái đất rồi. Chắc là Chin Súc chưa biết chuyện con rể của mình bị chuyển xuống kho làm bốc xếp rồi. Làm bốc xếp sao? Sao lại như vậy chứ? Tại sao? Sao cái gì chứ? Thì tại năng lực kém mới vậy thôi. Thật vậy hả? Con trai của tôi là tổng giám đốc sao lại nói sai chứ? Vậy mà cô ta cứ khoe khoang. Cậu ta có cái gì mà đáng tự hào đâu. Buồn cười thật đó. Ê, làm gì có chuyện đó? Chỉ là chuyển đổi nhân sự bình thường thôi. Không phải mà. Trời ơi, cái cô Sơn Dương bị làm sao vậy? Cô ta biết cái gì mà lại đi nói hiên the như vậy? Khi không sao lại nói hiên the hẹn hò với con dâu tương lai của cô ta chứ nói năng như vậy mà cũng nghe được hả ôi trời mà nè cô ta có nói gì với chị về chuyện đó hay không có không sơn Dương nói như vậy thiệt hả chị đừng có nhắc tới sơn Dương nữa nhắc tới cô ta là em khó chịu rồi ôi trời nè 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 hiên the nhà chinh xúc sao lại hẹn hò với con dâu tương lai của cô cái gì chinh xúc vừa mới nói với tôi khi không cô lại tới gây sự với chim xúc về chuyện Hiên anh thê đang hẹn hò với vị hôn thê của con trai cô làm gì có chứ chỉ tại vì con bé thương hại hoàn cảnh cậu ta mà thôi cho nên quan tâm tới cậu ta như đồng nghiệp chỉ vì con dâu tương lai của tôi quá tốt bụng đó hiểu không Ồ, biết đâu Hiên anh thê đúng là đang hẹn hò với con dâu tương lai của cô ai mà biết được chữ ngợ thật là nhảm nhí có gì mà không thể được tình cảm nam nữ khó nói lắm có thôi đi không ừ, trời 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 Ôi, thiệt tình Cô làm mèo khóc chuột đó hả Tại cô mà tôi sắp bị đuổi việc rồi vừa lòng chưa Bộ mình quá đáng lắm sao Cậu ta bị đuổi việc thật à Ôi... Đã nói đuổi việc rồi sao con vẫn còn ở đây hả Con sẽ tiếp tục làm Sao Chính con đã làm sai thỏa thuận một lời hứa cũng không giữ được thì còn làm được cái gì Con cũng không thích làm việc này mà Nhưng mà con không thể bị đuổi như vậy được Đây là mệnh lệnh Trước khi dọn toilet thì hãy tự dọn lại bản thân của mình đi Trưởng phòng gu Mau cho cậu ta thôi việc đi Thưa ba à, khoan Vậy cho con làm công việc văn phòng đi được không Sao hả ừ, Con hứa con sẽ làm thiệt tốt mà Con vẫn chưa biết mình sai ở đâu phải không ơi à, à, đừng đánh mà ba ba đau, à, đau, đau đau, đau nè ta dừng tay lại à, à. cô là ai vậy tôi chính là bạn của bác xui trên đó dù đúng là cậu ta mạo danh mình là con trai của chủ tịch nhưng mà dù sao cũng không thể dùng bạo lực ở nơi làm việc như vậy được sao sao hả sống trên đời ai mà không phạm lỗi chứ người ta nói nếu tha thứ được thì nên tha thứ và bỏ qua đi ông ỷ chức cao quyền trọng thì ức hiếp nhân viên như vậy tức là lạm quyền đó lạm quyền cô anh nói cho cẩn thận cô làm gì vậy nè cậu đó sợ cái gì chứ không làm chỗ này thì làm chỗ khác ông coi thường cậu ấy chỉ là nhân viên vệ sinh chứ gì không chừng một ngày nào đó cậu ta sẽ thành công hơn cả ông đó <cười> <cười> nè cậu còn không mau xin nghỉ đi không thể nào làm việc cho cái người chỉ biết ức hiếp người khác như vậy được đâu Ui. <laughs> thật quá đáng đúng là tức chết thiệt mà không thể chịu nổi đúng là công ty xấu xa mà đúng là tôi có phản ứng hơi quá thiệt đó lại gây thêm rắc rối cho cậu rồi cảm ơn cô nha hả người luôn đứng về phía tôi ngoài mẹ tôi ra bà cô à à không phải à chỉ có một mình bà cô thôi vậy hả à ơi cô bảo vệ tôi nên tôi mới thấy vui Ê, thì phải rồi thật ra giúp được cậu tôi cũng cảm thấy vui lắm đó à, nếu như cậu bị đuổi việc thì cứ tới tìm tôi tôi hứa nhất định sẽ thuê cậu mà ờ ừ, tôi sẽ không làm mấy việc đó đâu nữa rồi nữa rồi tính cậu là như vậy đó có cái gì mà phải tự ái đâu chứ nè đã được một bài học rồi cậu vẫn chưa sáng mắt ra hả ờ à, nếu cậu thấy cảm kích tôi á thì lúc tôi mở nhà hàng Phải tới giúp tôi đó Cô định trả tôi nhiêu Ơi Thôi được rồi hả? Chỉ cần cho tôi ăn là được rồi Hứa rồi đó nha Trời đất ơi Có thật như vậy không Vậy thì có bị đau ở đâu không hả Thật ra bà ấy không có đánh tôi Nhưng mà sao có thể như vậy được hả Có người vợ nào dùng gậy đánh gôn đập phá chỗ của chồng chứ Thật lại chẳng ra làm sao hết Bà ấy một khi đã nổi điên lên rồi Thì không có gì có thể ngăn cản bà Vậy là thầy bị đuổi rồi sao Sao có thể tiếp tục làm nữa được Tôi tự xin nghỉ việc luôn rồi Nếu như mà thầy nghỉ việc Thì là đúng ý của bà ấy quá rồi Càng như vậy thì càng phải cố giữ Cái công việc này Nhưng sao tôi có thể xin vô làm lại được đây chứ à. Alo tôi nghe đây À, dạ, hả à, à, có thật là được không à dạ dạ tôi hiểu rồi à, bây giờ tôi sẽ tới đó liền à, tôi được nhận làm lại rồi Ô, em vui mừng quá đi mất không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện với cô chin chua Là mọi thứ tự nhiên nó suôn sẻ hết trơn à thầy ạ à, cố lên cô là <laughs> cố lên <laughs> em đang ở gần nhà của anh tôi nghe nói cô không khỏe cô về nhà đi Em tới vì nhớ anh Vì không khỏe nên càng thấy nhớ anh hơn Nhưng tôi không muốn gặp cô Trời lạnh lắm nên cô về đi Phải nói sao cô mới hiểu Tôi không muốn nhìn thấy cô su kia hơn nữa Cô hãy về nhà ngay đi Em sẽ chờ cho tới khi gặp được anh Cho dù chết lạnh em cũng sẽ chờ anh Cô su kia Cô su kia bệnh như vậy mà còn bỏ đi đâu được chứ coi nè <laughs> ngón chân của hôn cũng đẹp nữa nha <laughs> hay quá hay quá mẹ coi nè họ đang nói về chương trình của mẹ nè ôi mẹ chỉ toàn là lời khen thôi à, coi nè tôi cũng muốn có người con rể như vậy khi nào thì cậu ấy lên chương trình thiệt tình sao những người này đều muốn gặp em rể vậy hả mẹ vậy chắc mẹ không nên nhắc tới hiền the nữa cái gì là niềm tự hào của mẹ mà của mình mẹ thôi ôi coi kìa không biết mẹ có bị làm sao không nữa đó <cười> <cười> nhưng mà em rể đã ngủ chưa vậy cậu ấy ở trong phòng cả buổi tối rồi Xu à. Em còn nghĩ anh sẽ không tới đó chứ. Sao em ngốc quá vậy, có biết lạnh lắm không hả? Nhưng mà em chờ anh được rồi. Anh xin lỗi, đã làm cho em buồn. đừng để bệnh đó em cảm giác như đang đi tàu lượn vậy anh xin lỗi anh hãy đối xử thật lòng với em đi có được không lúc chúng ta ở chỗ cắm trại dạ vào tối hôm đó em đã dựa vào vai của anh em còn nhớ không em nhớ chứ lúc đó tự nhiên tim anh đập rất nhanh còn bây giờ còn nhanh hơn nữa Em có rất là nhiều thứ Muốn cùng làm với anh hay anh the Chúng ta sẽ làm hết Ít nhất em cũng để anh đưa tới cửa chứ. Anh đừng lo, em không sao đâu mà anh mau về đi mình nói chuyện đi Em không được khỏe mà còn đi đâu vậy chứ Em có chuyện này Em nên vào nhà nghỉ đi Là chuyện của gia đình em Mẹ em bây giờ Không phải là mẹ ruột Mẹ ruột của em Đã bỏ rơi em từ lúc em mới sinh Vậy Su Trên thì sao Su Trên là con của mẹ kế em Mẹ của em Thật sự đối với em rất là tốt Em cảm thấy rất biết ơn những gì bà ấy đã làm cho em Em đã từng gặp mẹ ruột chưa? Không ai nói cho em biết về người đó hết Em cũng không muốn biết Nếu hỏi em có nhớ bà ấy hay không Em không hề quan tâm nếu như có một ngày gặp lại em sẽ nói bà ấy hãy biến mất đi em không cần bà ấy chuyện đó không thay đổi được anh đâu anh yêu em dù mẹ em có là ai đi chăng nữa chuyện em bị mẹ ruột bỏ rơi trước giờ em chưa bao giờ nói với ai hết thậm chí với chính gia đình của mình hay thậm chí không thể nói với anh đối với em đã là một vết sẹo rất sâu vậy rồi vậy rồi em đã nói hết cho anh hiên anh Thê biết em chỉ nói được với anh ấy mà thôi anh ta là gì với em chứ sao em lại có thể chia sẻ những điều thầm kín nhất với con người đó vậy chứ anh ấy cũng bị gia đình của mình bỏ rơi giống như em để có thể nói ra điều đó với một người chính là vì tình yêu Anh hiểu rồi Em chỉ thấy đồng cảm và thương hại Kim Hy Ân The thôi Em cảm thấy rất dễ dàng chia sẻ là vì anh ta còn có hoàn cảnh đáng thương hơn cả em nữa Có phải như vậy không? Nói đi Tình yêu gì chứ? Nếu vậy những người không có quá khứ đau buồn Thì không biết yêu sao? Anh à anh thì không đau khổ sao nếu anh cũng thật lòng nói với em tất cả những nỗi đau mà anh phải chịu đựng mà không thể chia sẻ được cùng ai em có lấy anh hay không đi em hãy trả lời thật lòng đi cả hai chúng ta đúng là không thể chia sẻ gì với nhau được hết đó là vì anh yêu em quá nhiều đó anh không muốn mất em Thôi thì em vào nghỉ đi, mẹ đang lo lắng cho em đó. Suki kia à. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu như anh để mất em, thì anh sẽ không còn gì nữa. dạ mời đi lối này được được xin chào mọi xin người xin chào xin chào xin chào dạ xin chào dạ chào chị dạ xin chào tôi nghĩ chị không thể tiếp tục xuất hiện được nữa à, tôi không thể tiếp tục sao sao đột ngột vậy Ê, tôi cũng không rõ chuyện gì chỉ biết đây là chỉ thị đặc biệt của cấp trên thôi ờ à, nhưng sao lại đột ngột như vậy sao lại có quyết định gấp gáp vậy chứ thành thật xin lỗi chị lý do là gì hả tôi cũng không được rõ lắm việc đó sao rồi giám đốc bên đó đã gọi nói họ đã cho thay thế khách mời của chương trình rồi vậy là cô ta sẽ không xuất hiện nữa chứ Yeah. Yeah.